Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin giải đáp thắc mắc của quý bạn và các vị về cây gỗ sồi, như gỗ sồi là gỗ gì, gỗ sồi có mấy loại và cách phân biệt các loại và ứng dụng. Phần 1, gỗ sồi, đặc điểm và sinh thái của cây sồi. Gỗ sồi là tên gọi chung của khoảng 400 loài cây thuộc chi Quercus, phân bố chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ. Thân gỗ sồi thường cao từ 19,5 đến 25,5 mét, được khai thác khi cây có tuổi thọ trên 80 năm. Cây sồi là loại cây có thể sống ở các vùng đất khô, đất cát, sỏi đá, những nơi có tầng lớp đất thị mỏng nhất. Tuy nhiên, cây không sinh trưởng ở các vùng đất trũng, đất không thoáng nước. Cây gỗ sồi thì vẫn sinh trưởng bình thường trong nhiều kiểu khí hậu, có khi trên mặt đất có một lớp băng tuyết dày. Nhiệt độ cây có thể sinh trưởng bình thường là từ 7 độ C cho đến 21 độ C. Cây sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ là 13 độ C. Gỗ sồi nở hoa và mọc lá vào cùng một mùa xuân. Trên cây có cả hoa đực và hoa cái. Các loại sồi có lá mọc vòng, hoa kiểu đuôi sóc, ra hoa vào mùa xuân, quả dạng quả kiên được gọi là quả đấu. Mỗi quả chứa một hạt, hiếm khi là thấy 2 hay 3 hạt. Mất khoảng từ 6 đến 18 tháng để chín. Phần 2, gỗ sồi thuộc nhóm mấy? Có mấy loại gỗ sồi? Thì gỗ sồi thuộc nhóm 7 trong danh sách nhóm gỗ của Việt Nam. Với tính gỗ nhẹ, mềm, thuận tiện cho quá trình thi công lắp đặt, gỗ sồi chiếm phần lớn diện tích ở các khu rừng phương Tây, và các sản phẩm nội thất được gia công từ gỗ sồi được đánh giá cao. Gỗ sồi được phân loại là hai loại là sồi trắng và sồi đỏ. Mỗi loại sồi lại có những đặc tính và ưu điểm riêng. Phần 3, gỗ sồi có tốt không? Đặc tính của gỗ sồi trắng và gỗ sồi đỏ. Phân loại gỗ sồi trắng và gỗ sồi đỏ như thế nào? Thì giá trị của gỗ sồi đã được biết đến từ thời Trung Cổ ở các nước châu Âu. Ngày nay thì sồi vẫn được sử dụng rất nhiều ở các nước phương Tây và rất được ưa chuộng trong sản xuất đồ dùng gia đình, nội thất, ván sàn. Gỗ sồi chịu máy tốt, có độ bám dính tốt, là loại gỗ cứng, khá nặng và có khả năng chịu lực xoắn cao với màu sắc đẹp, vân gỗ rõ mịn và giá lại cực kỳ phải chăng. Gỗ sồi luôn là loại gỗ lý tưởng được nhiều gia đình chọn lựa. Ngoài ra với khả năng kháng ẩm cao, độ giữ nhiệt tốt, do đó gỗ thường được dùng làm bao bì, vỏ hộp, bảo quản thực phẩm. Đặc trưng nhất là thùng rượu vang làm từ gỗ sồi, nó thường được gắn với những hang rượu vang nổi tiếng. Gỗ sồi được chia làm hai loại, sồi trắng và sồi đỏ với những đặc tính khác nhau. Thì gỗ sồi trắng có khối lượng trung bình từ 769 kg trên 1 mét khối. Gỗ sồi trắng có tầm gỗ từ nâu nhạt đến nâu đậm. Gỗ sồi trắng cứng và nặng, có cấu trúc vân gỗ đẹp, thẳng dài hơn so với gỗ sồi đỏ. Loại gỗ này có khả năng kháng sâu, mọt, tấn công do có hàm lượng tannin cao. Bởi có khả năng chống thấm rất sâu nên gỗ sồi trắng thường được sử dụng để đóng thuyền và dùng cho các dự án ngoài trời, chẳng hạn như sàn. Gỗ sồi trắng rất dễ dàng gắn keo và mất các vết bẩn của nó, có một mùi hương rất hấp dẫn. Gỗ sồi trắng có điệu liên kết tốt hơn, cấu trúc tôm gỗ rất mau, hình vân thẳng rõ ràng, chóp vân gỗ cao nhọn, biên độ vân hẹp hơn so với sồi đỏ, tạo nên những sản phẩm có nét đặc trưng riêng. Gỗ sồi đỏ thì gỗ sồi đỏ có khối lượng trung bình là 753 kg trên 1 mét khối. Dát gỗ màu trắng đến nâu nhạt, tâm gỗ màu hồng. Gỗ sồi đỏ cứng và nặng, chịu lực xoắn và độ chắc trung bình, độ lực nén cao. Gỗ sồi đỏ là loại cây lớn nhất, phát triển nhiều ở các cánh rừng gỗ cứng ở miền Đông. Gỗ sồi đỏ có 8 loại được thương mại hóa, được phân bố rộng khắp miền Đông nước Mỹ. Một loại sồi đỏ để có những đặc điểm vật lý khác nhau, nhưng đều có khả năng tạo hình uốn lượn. Gỗ sồi đỏ phổ biến nhất với màu phớt hồng, với trọng lượng riêng nhẹ hơn so với sồi trắng. Gỗ sồi trắng có tôm gỗ và vân gỗ thưa và rộng hơn. Gỗ sồi đỏ có thể sơn màu và đánh bóng để trở thành vẩn tốt hơn nhờ độ bám dính của gỗ thay đổi. Gỗ sồi đỏ có khả năng chịu máy tốt, độ bám dính và ốc vít cao, mặc dù phải khoan gỗ trước khi đóng đinh. Trong quá trình chế biến thì người thợ cần thực hiện phải tỉ mỉ để tránh nguy cơ nứt gỗ và biến dạng. Gỗ sồi đỏ không có cấu trúc dạng chai như gỗ sồi trắng nên những thùng đựng rượu từ gỗ sồi đỏ sẽ bị rò rỉ rượu ra bên ngoài. Gỗ sồi đỏ chống mục rữa, thối nát tương đối nên thường vẫn được sử dụng đóng đồ nội thất như là cửa, ván lót sàn, tủ bếp, gỗ chạm kiến trúc, gỗ trang trí, ván lót, ván đóng thùng, cầu gỗ, đường sắt hay hộp nữ trang. Gỗ sồi đỏ và gỗ sồi trắng đều là hai loại gỗ có khả năng chống vết lõm và vết chảy xước rất mạnh mẽ, có độ chịu lực nén và lực uốn xoắn trung bình. Độ chắc thấp nhưng bù lại gỗ rất dễ uốn cong bằng hơi nước. Tâm gỗ có thể kháng sâu bọ, mọt gỗ và bọ sừng. Gỗ có chất lượng cao, dát gỗ không thấm chất bảo quản. Nếu so sánh về mức độ sử dụng thì gỗ sồi trắng vẫn được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn gỗ sồi đỏ. Phần 4. Gỗ sồi có tốt không? Gỗ sồi có ứng dụng gì trong đời sống của con người? Thì nội thất bằng gỗ sồi được sử dụng nhiều vì đặc tính tốt mà giá cả lại rẻ, vô cùng hợp lý. Mặt khác, những sản phẩm từ gỗ sồi luôn tạo ra cảm giác cho ngôi nhà hài hòa với ánh sáng tự nhiên, trẻ trung, ấm cúng và hiện đại. Là loại gỗ có khả năng kháng sâu và không mối mọt tốt và bọ sừng tấn công, và loại gỗ này tuyệt đối không thấm chất bảo quản. Gỗ sồi là một trong những vật liệu ưa chuộng nhất hiện nay trong quá trình sản xuất đồ gỗ nội thất, với những ưu điểm vượt trội: vân gỗ đẹp, sâu sắc nét, bề mặt xa khi xẻ sấy, mịn, chắc chắn. Tôm gỗ to, gỗ dễ gia công nhưng lại không nứt vỡ, thường được dùng làm tủ áo, giường ngủ, bàn ghế gỗ. Một số nước Đông Âu và Liên Xô cũ thì thường dùng để làm nhà, hàng rào, bồn tắm và chậu rửa.